Chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nông Thị Phượng, học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lâm. Như các bạn đã biết, sách là nguồn tri thức vô giá nhất. Sách là nơi tóm gọn lại cho chúng ta bao nhiêu kiến thức bao la, rộng lớn. Như các mình thật là may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có cha, có mẹ, có anh chị em, luôn có truyền thống gia giáo, chăm chỉ học tập và đọc sách. Ngoài ra thì mình còn được sinh ra trong một ngôi trường có thầy cô, bạn bè luôn chăm tìm hiểu và tìm hiểu những cuốn sách có ý nghĩa và đầy bổ ích. Đặc biệt hơn thì thầy cô luôn rèn luyện cho chúng mình cách đọc sách với cách tiếp thu thật là ngắn gọn và dễ nhớ nhất. Trong tất cả các cuốn sách mà mình được đọc thì mình thích nhất là cuốn sách Hạt giống tâm hồn, những trải nghiệm cuộc sống. Mình được tặng bởi một cô em họ tên là Hoàng Thị Thu Uyên. Vào dịp sinh nhật, mình không biết là Uyên có muốn gửi gắm tới mình điều gì không. Nhưng sau khi đọc xong cuốn sách này, mình cảm giác như mình được tìm hiểu rất nhiều thứ về thế giới xung quanh. Bạn biết không, cuốn sách Hạt giống tâm hồn, những trải nghiệm cuộc sống có rất là nhiều câu chuyện giản dị nhưng chứa chan biết bao nhiêu là ý nghĩa sâu sắc. Khi chúng ta đọc mỗi câu chuyện trong cuốn sách này, chúng ta như được đưa đến một thế giới riêng. Không chỉ như vậy, cuốn sách còn đề cập đến những khía cạnh tâm tư của con người, sự trong sáng của tình yêu, sự nồng ấm chân thành của tình bạn, những nghĩa cử nhân ái, những bài học đầy tình người. Và đặc biệt hơn là nó còn chứa chan biết bao nhiêu là ý nghĩa rộng lớn. Cuốn sách được xuất bản tại nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh với rất là nhiều tác giả viết lại. Cuốn sách này bao gồm có 175 trang. Trong 175 trang sách này bao gồm có những câu chuyện như sau. Lật vào trang đầu tiên, chúng ta sẽ được thấy lời giới thiệu ở trang 5, bài học trong giây lát, trang 7, thông điệp từ vườn cây thích, trang 11, 14, 17, đối thủ đáng gờm, trang 25, liệu pháp tiếng cười, trang 39, những lời khuyên của Ga Đời Hy, trang 47, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, trang 56, từ bóng tối ra ánh sáng, trang 60, tác giả của trường Kamensky, trang 77, hai từ nên tránh và hai từ nên nhớ, trang 91, vâng tôi có thể, trang 102, bài học từ người Eskimo, trang 111, nếu tôi được sống thêm một lần nữa, trang 118, hành trình trên xe buýt, trang 121, lời khuyên quý giá nhất, trang 133, đánh đổi, trang 114, câu chuyện Giáng sinh, trang 151, nghệ thuật quản lý khách sạn, trang 62, hay là người lính không quen, trang 172. Trong tất cả các câu chuyện ở trên đây thì mình thích nhất là mình sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện Người lính không quen vào của tác giả Terry Paulson. Câu chuyện được bắt đầu như sau. Một hôm khi đang quá cảnh chuyến bay ở Chicago, tôi gọi điện cho vợ báo là mình sắp được về đến nhà. Trong lúc đang nói chuyện với vợ thì tôi nghe thấy tiếng ở buồng điện thoại bên cạnh. Người lính trẻ cũng đang gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ con, mẹ ơi, con không biết phải làm sao nữa. Họ vừa cho con biết họ sẽ không đổi vé máy bay nếu con không bù thêm tiền, mà hiện giờ trong túi con không có đồng nào cả. Sau một lúc im lặng, anh nói tiếp, mẹ gọi lại cho con sớm nhé. Con đang đứng ở trạm điện thoại công cộng, số điện thoại ở đây là... Người lính trẻ gác máy, trên gương mặt anh lộ rõ nét lo lắng. Anh đứng bên cạnh trạm điện thoại, sốt ruột chờ mẹ gọi lại. Tôi nói tạm biệt với vợ rồi quay sang chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh hỏi. Xin lỗi, anh có thể cho tôi hỏi anh đang cần bao nhiêu tiền vậy, anh lính? Thưa ông, tôi chỉ còn thiếu 20 đô la để về đến nhà, anh đáp. Tôi lấy trong ví ra của mình ra và nói, nhân danh đất nước của chúng ta, tôi hân hạnh được kính tặng anh 20 đô la này. Người lính nhìn tôi mỉm cười, nhận lấy tiền và nói, cảm ơn ông. Tôi cũng mỉm cười đáp lại anh, giờ thì chúng ta có thể về thôi. Các bạn ạ, mình vừa kể cho các bạn câu chuyện Người lính không quen. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì
thì mình cảm nhận được ra rất là nhiều điều. Và cuối cùng thì mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Nếu các bạn có thời gian rảnh, các bạn hãy đến thư viện nhà trường hay thư viện huyện tỉnh để tìm hiểu cuốn sách này nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm các cuốn sách nào có thể đem cho mình đến những bổ ích, ý nghĩa và sáng tạo. Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe.